Mọi người, chúng ta quay lại với cả The Grey Garden. Tôi hy vọng là không có thứ gì sẽ xảy ra ở trong lần đi đến trường học này. Hoặc là những gì tôi nghĩ. Rồi, chào buổi sáng, Fro. Chào buổi sáng. Vậy cô thực sự đã cắt nó đi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ thì hãy đi tới nào. Đi trường nào. Theo mình thuộc đường rồi, mình thuộc đường rồi, mình thuộc đường rồi, mình thuộc đường rồi, mình sẽ không bao giờ bị lạc nữa, không bao giờ bị lạc nữa. Bên này bên phải là thư viện thì bên trái sẽ là cái này. Vâng, chào cô. Ừ, ký cô Graphic, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Vậy cô làm gì vậy? Ủa, không có gì quan trọng hơn Joseph. Vâng, vậy cô không quên bài tập hôm nay chứ? Thôi nào. Fuck, nó lại quên bài tập à? Hãy gặp tôi sau giờ học. Không. Vâng, cái giá phải trả. Robbery. Robbery, cô không đến trường à? Hôm nay tôi nghỉ. Ai đấy? Jasper nghỉ là tại sao? Bởi vì thôi. Cô biết là nó sẽ không tốt nếu mà cô cứ bỏ học như thế chứ. Ồ, chỉ hôm nay thôi mà. Sheesh. Bỏ học nhiều là không tốt. Raspel. Vậy thì đây là chị gái lớn của tôi. Cô ấy cực kỳ tốt. Cô ấy luôn luôn làm những món steak cực kỳ ngon trẻ cho Sabi snack. Ravi, cô đang nói tới ai vậy? Ồ, đừng quan tâm mà. Nó giới thiệu cho mình ấy. Mai mình là người giới thiệu này, mình có quyền được phán xét bọn này hiểu không? Là dù sao chứ thì cô không nên, à, em không nên bỏ học. Ê, vậy thì em đã bận với những thứ bị, em đã bị những cái thứ vui này đánh lạc hướng vào ngày hôm qua. Những thứ thú vị đánh lạc hướng. Có những cái con lửa và em biết là không đi quá xa nhưng em muốn biết nó đi đâu. Ừ. Và những cái con rơi lửa vị rất là ngon. Chúng có những tiếng hét cực kỳ tuyệt vời. Cô ấy thích những thứ kỳ lạ phải không nhỉ? Với tư cách là chị gái của cô ấy, tôi thực sự phải làm thứ gì đó. Nhưng phải làm gì đây? Có lẽ là hôm nay là em sẽ làm một trò đùa ở nhà của Macarona trước khi cô đấy đi về nhà. Wait what? Mình được khéo này à? Level 1. Mày đùa tao à? Macarona. Robbery. Tớ đang tưởng là bài tập rồi. Tớ đã về nhà rồi ư? Tệ quá. Ế, vì sao? Không có gì cả. Tớ thực sự mình thực sự rất vui khi mà Robbery có thể dành cả ngày cô ấy trong yên bình. Hứ, cô nói gì cơ? Tớ không nói gì cả. Vậy thì trường học đã, giờ học đã kết thúc rồi, không phải là quá sớm ư? Đúng vậy, có vẻ như là thưa cô giáo chúng ta có vài vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đi chơi nào. À, chắc chắn rồi. Tại sao lại có khuôn mặt đấy? Vậy thì lại đi thu thập bọn lần nữa, không nghi ngờ gì nữa chứ. Vậy thì chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình vào ngày hôm nay. Cuộc hành trình. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi tới khu rừng ở phía sau công viên táo. Thứ, có vẻ như là nơi đó hơi bị kinh dị tờ thứ đấy. Robbery sẽ ở đấy, không sợ gì đâu, không phải rất là gì. Chắc chắn rồi. Được thôi, vậy thì hãy đi tới công viên, à, khu vực đằng sau công viên táo. Vâng. Sếp. Cảm ơn. Mình hy vọng mình không bỏ lỡ gì trong cái game này. Táo. Nhà táo. Nhà táo. Không nhà được à? Fuck. Táo rất tốt sức khỏe nếu bạn nào chưa biết. Nhận được tao. Mình có còn item của lũ kia không nhỉ? Vẫn còn đấy. Mình đánh được với bọn này nhưng mình không muốn đánh, ok. Mình nghĩ bọn này không cần thiết cho vụ đánh nhau với cả chùm đâu. Nguyên nhân rất chính là Soul Sapphire mà. Với cái level trong cái game này cấy lúc nào chả được, đâu chỉ lúc này. Không mà nhìn mấy con run này ngộ vậy. OC này, sửa anh nó ra. Nhưng mà cái chính là mình level 1 mình đánh được nó không nhỉ?
Yếu thế cả. Nhận được bao nhiêu XP? 20 thôi à? Không đáng nhỉ. Thôi thì rõ là không đáng thì thôi, mình cứ đi tiếp con đường của mình. Một khi tôi đã chọn con đường nào, nó chắc là sẽ đúng, nó không bao giờ sai đâu. Theo 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 theo. Buồn ngủ á. Sáng đã dậy 5 giờ sáng đi học, rồi bây giờ chiều về làm video. Đêm thì ngủ có 3 tiếng. Thôi đó số phận của mình rồi, mình đã được lựa chọn rồi, số phận phải không được ngủ rồi. Niềm an ủi duy nhất là có người xem video của mình, đó niềm an ủi tốt nhất của mình rồi. Cuộc đời mình vốn không có gì vẻ vang cho lắm, học hành thì như thằng đần ý. Còn rơi, ô rơi này thiết kế chả khác gì trong Wada cả. Thường thì những cái con này cũng khá là yếu, nó không khỏe như là mọi người tưởng. Cơ mà mình nghĩ nó sẽ giết được mình. Mình nghĩ thế. Nà không giết được đâu. Sao Robbery ăn nhiều đám nhỉ? Đập nó, đúng rồi. Bao nhiêu level? Số 60 XP mà level 3 luôn cơ. Chật vậy. I don't have time for this shit. So get out the way, bitch. Rồi gì mình đi đúng đường nhỉ? Hay là mình lại đi sai rồi? Gì? Tức là mình phải giết hết đống này mình vào trong kia lấy đồ được à? Ok, không ngại đâu, sao mình không ngại đâu. Oh shit. Con kia sắp lên máu rồi kìa. 60 kinh nghiệm level 3. Hồi máu. Táo rất tốt cho sức khỏe. Rồi. Đi qua đây. Mình cần lấy cái hòm đấy nên các bạn thông cảm một chút. Đấm vỡ mồm nó đi. Đúng rồi, vả nó. Nếu mà không vả được nó thì đạp nó. Bùm. Chết một đấy. Phải nghĩ là mình sẽ tua đoạn này để có thể. Không thì thôi bạn thông cảm. Không sao, thời gian để mình làm cũng không lâu lắm. Trong hòm này nó có cái gì nhỉ? Tự hỏi. Sổ chí mạng 44. Xong chí mạng tiếp đi. Buồn đấy, chí mạng tiếp này. Sao Robin Ruy tỉa chí mạng cao ấy nhỉ? Thông 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 thông. Thông nào. Thông thông. Ui dồi ôi, 53 đam. Macarona ganh tim. Chết không? Ui dồi ôi. Mình sắp chết thì đúng hơn ý. 60 nhận được 60 địch cũng nhận được 200. Ngon. Cái gì đấy? Eto. Rất là gì? À, nó giúp mình hồi mọi thứ lại tối đa. Đây không vấn đề gì cả. Sao con Robbery này khỏe nhỉ? Mới lên level 5 hơn 100 máu rồi. Tự hỏi tại sao. Về rẽ bên này đi. Có gì không? Hello. Mình là mèo. Đối với một số bạn chưa biết thì mèo là một chiếc lòng. Mình đảm bảo đấy. Mèo là một chiếc lòng. Mình đảm bảo các bạn luôn. Mình đã thử rồi. Mình nhét con mèo vào trong cái bể cá rồi nó chui được vào vừa cơ. Hang động hãy cẩn thận với những con rơi. Ok, ra sẽ không đi ra lối đấy nữa. Tức là đấy là một phần ở trong con đường mình phải đi. Tức là đi xong phía trên rồi bây giờ đi xuống phía dưới. Nothing too serious. Hy vọng là thế. Còn một lát nữa lại phải vòng lên. Cái game này không cho mình một cái định hướng nhất định nào cả. Hơi chán. Dù sao làm game thì mình cũng phải làm đến cùng thôi. Mình không thể nào bỏ dở được. Vì đó là một phần của tính cách của mình. Thường game Survivor thì mình mới drop tại vì không có bạn chơi cùng mà. What? Thế mình phải đi đâu nữa? Cái tô. Hết đường rồi mà. Đi đâu nữa ta? Đến đây thôi á. Nghĩ đến đây là hết rồi, lại phải có vào khu vực ra trong hang động của nó chỗ nào mình chưa đi à? Một tí thì mình xem nào. Nếu gì thì mình quay trở lại được.
game này là mình hơi bị đau não đi nha. Nó đau não, à, ít nhất là có lộ trình nhất định, các bạn hiểu không? Cái này mình chả biết lộ trình là mình phải đi những đâu nữa. Cái gì cũng đau não rồi. Ôi rồi chấn động não tôi quá. Có ai ở đây xem Re Zero không? Anime mà hay nhất mùa trước ấy. Nếu lần này nếu không thấy cái gì thì mình sẽ thôi, không có hứng thú nữa. Mình nghĩ không có gì đâu. Hết rồi. Hết rồi đấy. Chúng ta sẽ đi về. Nothing to do here. Một lát sau về thấy làng cháy hết, mình kiểu what the fuck ấy. Có gì con lại lên level 5, con kia cũng lên level 5 một chút thu hoạch. Cơ mà thực sự là mình đi đến đây chả điểm gì hết à? Game. Really Nika? Really? Bạn hành mình như thế đấy à? Người xem mình sẽ bỏ hết mình đi nếu mà bọn nó nhìn thấy mình phế vật này ở đây game. Nói chung là cả ba series mình nghĩ là Mugen Castle là hay nhất. Nhưng mà cốt truyện hay nhất thì lại là cốt truyện hay nhất thì lại là Wano Abaddon. Bộ này mình chẳng hiểu nhân vật chính là con nào sao mình nhận xét được cốt truyện này. Phía dưới kia là con mèo. Kê đi ra ngoài. We don't need to do shit here. Bye bye. Bây giờ chúng ta làm gì nữa? Lên trên à? Lên trên được không? Có chút nào cái này không? Táo. 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 Lên trên này có gì không? Ô có này. Sao giờ rút nhiều nhỉ? Tôi gọi tại sao? Cơ mà mình phải đi đâu thật được không? Ito. Sao nó bị chặn ở đấy nhỉ? Đi vòng vòng mà tôi chả hiểu cái deck gì cả. Đừng đùa với tôi chứ. Thôi bây giờ chúng ta lại đi về. Không thấy có gì hot cả. Tức là mình phải làm gì cơ? Hả? Phải làm gì cơ? Nó bảo mình ra chỗ Apple Park, sau đó bây giờ lại trở lại chỗ này. Tôi không hiểu cho lắm. Và tôi cũng không muốn hiểu. Ok. Trường. Nhưng mình chưa phải vào trường đúng không? Các bạn đợi mình tí để mình tìm hiểu một cách để qua được chỗ này. Mình bị nhầm, hóa ra hang động của nó vẫn còn nhiều lắm. Lúc ấy mình vừa đi vòng vòng mà tự nhiên mình tìm thấy một đồng lối của hang động này. Hóa ra là mình sai. Xin lỗi. Chocolate. Nhân một vài thanh chocolate. Không có gì cả. Hóa ra là mình phải đi tiếp trong hang động này à? Ok, đi lên xem có gì không nào. Ok, chuẩn bị có biến, quay đi đây. Alo, có vấn đề gì với cô vậy? Nó là đường của tôi, đồ ngu. Đánh nhau trừ đánh luôn. Thế, đường ngu. Ok. Mình sẽ sử dụng phép thuật, đánh nó. Phép thuật. One punch! One punch! Holy shit, what the fuck? Đau thế. Đánh phát như này, đánh phát là con Macarona chết luôn à? Nhận trang điểm kinh nghiệm. Bị độc à? Thôi xong rồi. Mình không mua thuốc giải độc. Thôi xong rồi. Oh my god. Làm ơn đi. Tha tôi kìa. Cho tôi một con đường bình yên. Đây không phải là con đường là lối chết ư? Làm ơn hãy rời khỏi chỗ chết tiệt này nhanh nhất có thể đi. Ồ, có một viên đá trong giày của tớ. Đẩy con này xuống à? What the fuck? Đây rồi.
đánh vỡ máu luôn kìa. Hứ, cái tiếng gì vậy? Măm măm. Hứ, cậu đang ăn gì vậy? Vậy sao mồm có đầy máu? Tớ không biết là cậu đang nói gì cả, nhưng mà đừng ăn những thứ mà cậu nhìn thấy ở xung quanh, ok? Đâu, được rồi, ngon quá. Wow, tớ biết là tớ không nên tới mà. What the fuck? Con này ăn mọi thứ nó thấy à? Chẳng lẽ có lúc nó ăn cả macarona luôn nữa. Có lẽ hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Vậy thì hãy hoàn thành cái việc mà rút. À, weed pulling là ngắt cỏ dại. Vì weed nó có không nghĩa trông chỉ là cần, mà nó còn là cỏ dại. Ôi mẹ ơi, sao mình lại có thể quên được nhỉ? Cực kiểu nghe bài smoke weed em bên đây nhiều quá ấy, bây giờ nhầm ấy. Ôi vậy thì cảm ơn cậu vẫn chờ vì cho tớ. Cậu thật là tốt, Froze. Tớ rời đi đây. À đừng đợi đã, tớ vẫn sắp hoàn thành rồi mà. Vậy thì Joseph đã nhổ những cái cỏ gại đi và với một tốc độ thần thánh. Ok, hoàn thành rồi. Đã rút cỏ vào, à đã nhổ cỏ với một khoảng thời gian hàng triệu năm rồi. Vâng, hãy nói với quý cô Graffy. Ok, cậu đã rõ. Rõ rồi. À, con đấy đâu nhá? Đây. May quá có mũi tên chỉ đường cho mình. Tự hỏi nếu mà cái cô Grab đang ở trong phòng giáo viên. Cô giáo, con đã hoàn thành việc rút cỏ rồi, rút cần rồi. Thật ư? Hứ. Không, nhưng cô, ngươi không thể. À, đây là buổi gặp mặt ư? Không, không, tôi không biết là chúng sẽ làm một thứ giống như vậy. Vậy chắc làm kẻ khác ư? Vậy thì một trong số những kẻ xa nhất mà tôi có thể nghĩ, dù sao chăng nữa. Nhưng kể vậy chúng ta. Ồ, Jack, chúng ta làm gì thật là đáng sợ. Chúa hỏi nó nói về cái gì vậy? Nhưng với cái tai thính của tôi, nhưng mà tôi đang nghe lén, nó làm tim tôi đập mạnh. Không phải yêu tôi, nhưng mà Frank cần phải bị chú ý chắc chắn rồi. Cái gì? Họ đang chuẩn bị làm ra một thực đơn buổi trưa mới. What the fuck? Gì vậy? Cô đang làm gì vậy? Em đã hoàn thành việc rút cỏ rồi ạ. Rút cần rồi. Tôi thấy rút ra tốt lắm. Vậy thì hãy là chắc chắn là cô sẽ làm bài tập và về nhà lần sau. Vâng, con em rõ rõ ạ. Rút cỏ rút cần thôi mẹ ơi. Tôi nghĩ gì chứ. Cắp. Siêu. Anh trai. What? Vậy cậu tìm thấy gì không? Không thấy gì tính hiện tại. Nhưng mà có một thứ làm cho tôi tò mò. Tôi sẽ điều tra việc đó. Tôi thấy. Nhưng mà nghe này, đừng có làm gì là quá mạo hiểm. Tôi biết. Game này nhiều tra khác nhau quá à. Ok. Hai thầy cô giáo. Game này ít nhân vật nhỉ. Mình không thấy quá nhiều nhân vật xuất hiện. Như là bạn. Một vài ngày sau đó. Eto. Sapphire, Joe Sapphire. Thì tôi lại tỉnh rồi. Ừ, có ai đó đã gọi mình ư? Joe Sapphire dậy đi, cô sẽ muộn học đấy. Ồ, đã đến giờ rồi. Vẫn sinh như ngày nào. Đến lúc mình muốn vẽ quá nhưng mình không khả năng. Nên mình có thể vẽ được con này mình cũng tự hào của đời mình. Quá chậm. Xin lỗi, đã bao nhiêu lần mà tớ gọi cậu rồi. Tớ xin lỗi mà, cảm ơn vì đã đợi. Đi thôi. Được thôi, hai đứa thân nhau nhỉ. Bạn bè sẵn sàng với nhau như thế cơ mà. Bạn bè mình như cái bạn bà ấy. Ví dụ nó chơi game, nó kiểu chửi vào mặt, cút. Xong rồi, mấy cái thằng bạn thân ngoài đời bảo là này cho tao nhìn bài tập tí, tao làm thiếu cô A, nó kiểu cút nốt, mình kiểu what the fuck. Bạn bè như cái mẹ bà ấy. Ồ, ở đây à? Chỗ nào? Tô. Sapphire, tôi cảm thấy buồn ngủ. Vâng, tao cảm thấy buồn ngủ.
Về nghĩ về nó thì tôi tự mình tự hỏi là thế giới khác nó trông như thế nào. Bây giờ trang tiếp theo Joshua Fair là muốn hãy đọc dòng thứ tư. Vâng ạ. Shinji Jimmy. Tại sao cậu lại đọc cái thứ mà cậu viết ra? Xin lỗi, tôi không lắng nghe. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ồ, vậy em đang nghĩ về một thứ gì đó khác à? Vâng ạ. Em đã tự hỏi thế giới khác nó trông như thế nào. Aha. Thay vì nghĩ về nếu mà nghĩ về nó thì con rơi mà tấn công Joseph Fry ở hôm trước có phải nó đến từ thế giới khác ư? Vậy thì chúng ta không biết thông tin rõ ràng. Burger chuột, what the fuck? Thật ư? Thầy giáo thực sự thế giới khác ư? Tớ em cũng muốn biết nữa. Vậy thì em thầy không thể nói với mọi thế giới ở ngoài đó, nhưng mà giống như em biết đấy. Khi mà thầy đã sống thì thời tiết đã xấu cả trước đây thầy sống thì thời tiết đã xấu cả năm. Nó đúng là một thế giới cực kỳ tệ nữa. Thế thầy giáo thầy là đến từ thế giới khác ư? Đúng vậy đấy. Nó đúng ư? Thì đã nói đều sớm hơn rồi mà. Ha ha. Thế này đến từ thế giới khác à? Nó có phản bội không? Thầy giáo chất vãi nồi. Thầy đã đến thế giới này khi mà thầy đã sinh ra, vì thầy chỉ nghe vài thứ. Đúng vậy, bên cạnh hai em à, bên cạnh hai thế giới này thì có những thế giới khát máu, những thế giới mọi thứ đều bị cháy, và những thế giới chỉ có một màu đen. Vậy thì có rất là nhiều thể loại khác nhau. Và thế giới của thầy thực sự khác từ đây đó chứ. Vậy thì những người xung quanh thầy thực sự chỉ là có ác quỷ, cho chúng chỉ nghĩ tới những thứ đồ ngon lành xung quanh. Thế vậy thì người mà thầy nói đến ở trong cái lớp học đấy is Robbery Lloyd. Khi mà chúng ta ở đây thì mọi người đều sống với nhau ở một dưới bầu trời màu xanh. Khi mà thầy đã sống thì đó là một thế giới quỷ, một thế giới mà không có bầu trời. Và vậy thì thực sự là đã bị lạc đề mà khỏi bài học lẫn rồi. Quý cô Agrep sẽ không cảm thấy vui vẻ tí nào nếu mà thầy dạy dạy những thứ mà thầy không nên dạy. Và thầy giáo của năm này. Đã thầy giáo một thứ nữa thôi. Cái gì cơ? Làm sao thầy ai thầy đến thế giới khác được? Nếu mà em là một người nào đó cực kỳ khỏe, em có thể làm được điều đó đấy. Làm sao em có thể làm được? Chắc chắn là không hiểu trong 1.000 năm rồi. Vậy thầy nào và thầy Lara, thầy có đến đấy không bản thân mình chưa? Không không không, thầy không thể làm được điều đó. Vậy sao thầy đến đây được? Thầy đã được mang đến đây. Bởi ma vương từ thế giới của thầy, em thấy đấy. Eto. Snarl. Snarl. Này dậy đi. Vả. Vả tiếp. Quên chuyện gì vậy à Frost? Lớp học kết thúc rồi. Ế. Cậu không thể nào mà cứ như này nếu mà cậu không làm bài tập rồi chỉ một lần. Đúng như vậy. Joseph, làm ơn hãy học đi. Haha, sorry. Xin lỗi. Che Lan nó không nói gì cả. Này Flo, vậy thì muốn làm gì đó sau lớp học không? Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà tôi ở đây. Cái gì cơ? Giờ sau giờ học là giờ chơi mà. Tớ không quan tâm. Yes, được thôi. Con này chết vậy. Ravi làm ơn hãy tấn công như làm hãy dừng lại việc tấn công những con bọ đáng thương đấy. Macarona. Nothing to do shit here. I don't give a fuck. Là mình đâu giờ? Đã có rơi lửa đi. Phải không? Không, hai đứa em. Một nó ra khỏi nhà lâu đài gì kìa. Thật là hiếm khi thấy họ ở bên ngoài đấy. Vậy thì họ đây làm gì? Một thứ gì đó ư? Hẹn họ, nhưng mà thực sự họ đã bên cạnh nhau rồi mà.
Vậy thì hãy nhìn xem nào, hãy đi xem nào. Để tôi, mình không nghĩ là một hẹn hò là một buổi đi chung hay là gì đó, nhưng mà tốt nhất thì cứ đi theo thôi. Và sau đó mình sẽ bị ăn vả, nếu mình không xếp. Nếu mình không xếp thì mình sẽ bị ăn vả, đi hiển nhiên rồi. Ồ, tình cảm thơ mộng bên biển quá ấy. Dù sao bên cạnh đó thì Quá đã tìm thấy thứ gì chưa? Không, không thứ gì cả. Tôi thấy. Vậy thì không có thông tin không có tin gì, đúng là một tin tốt. Tôi nghĩ vậy. Này edit. Vâng. No. Tình cảm bên nhau. Vậy thì không gì, chỉ là tôi chỉ nhớ về quá khứ thôi. Nó đúng là đáng để cười đấy, thực sự. Hô hô. Và anh thực sự rất là ấn tượng đấy. Cô đang làm trò cười với tôi đấy à? Không, không phải đâu. Vậy đúng vậy, đã có nhiều thứ đã xảy ra. Đã từng có một khoảng thời gian khi mà tôi phong ấn anh ở sâu trong lòng đất, một khoảng thời gian rất là dài. Đúng vậy, đúng là như thế. Và anh đã thực sự rất là manh động trước đó. Dù sao ở cuối cùng thì chúng ta đã có một cuộc chiến thực sự nghiêm túc, hiểu không? Và đó chính là lúc mà anh đã phá hủy đôi mắt của Wodas. Tôi cũng đã giờ làm cho anh giống như rác rưởi ha, có quá nhiều ký ức. Đúng vậy, rất nhiều, toàn là ký ức tệ của thằng kia. Được thôi, vậy có một thứ tôi đang muốn hỏi. Cái gì? Cái phép mà anh chuẩn bị dùng với tôi ở đủ cuối cùng nó là gì vậy? Hồi cô là không có phải chúa không nên biết nhiều thứ như vậy chứ? Không, không một manh mối nào cả. Vậy thì anh nói nó ra đi, nói bí mật. Hứ, nó là bí mật, nói tội một lúc nào đó. Sis Nikki, tôi mới đó. Vậy thì dù sao chăng nữa, tại sao anh lại dùng nó chống lại tôi? À, anh lại dùng cái việc mà dùng nó chống lại tôi. Tại sao, sự thật à? Tại sao anh không nói điều đó sớm hơn? Hứ, Megaskill Udogoro hết. Tôi có thể làm cho anh nói đấy, anh biết không? Ồ, thử đi. Nhưng mà tôi không làm thế bởi vì tôi muốn để cho anh tự nói ra. Tôi thấy. Hô hô. Nó đỏ mặt kìa. Ma vương đỏ mặt. Oh my god, tôi đã mất đi khái niệm ma vương rồi. Tốt nhất là không nên ngán đường họ. Ok, bye bye. Chúng ta đi đâu vậy? Đã đi về lớp học à? Mình nghĩ là lũ kiệu xong rồi, đúng không? Ừ, nó biết rồi. À đấy, con kêu hoàn thành bài tập nhanh thế cơ à? Có vài phút à? Thôi thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác của The Great Garden. Goodbye. Xin cái đã.